rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Ngành công nghiệp âm thanh là một trong những lĩnh vực phát triển rất gần với thời hiện đại. Mặc dù không có tốc độ tiến bộ nhanh chóng như ngành công nghệ bán dẫn với các sản phẩm đại diện tiêu biểu là điện thoại hay máy tính, công nghệ âm thanh cũng đã trải qua nhiều bước phát triển vượt bậc để đạt được như ngày hôm nay. Trong số hàng ngàn sản phẩm đã ra mắt cùng hàng trăm hãng sản xuất có mặt trên thị trường vào nửa cuối thế kỷ 20, chỉ có một số ít thực sự mang lại chất lượng âm thanh high-end thực sự. Thế nhưng, một vài sản phẩm dù không mang chất âm hay nhất, ngoại hình ấn tượng nhất hay bền bỉ nhất vẫn có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp âm thanh ngày nay. Trong loạt chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thiết bị góp phần làm nên thế giới audio mà chúng ta biết hiện giờ. Năm 1959, Dynaco chính thức giới thiệu mẫu âm ly đèn hai kênh ST70 kết hợp giữa mạch Williamson rất phổ biến ngày nay với biến áp xuất âm chất lượng cao. Nhờ vào công suất lớn so với âm ly đèn thông thường cùng khả năng phối ghép loa tốt, chiếc âm ly này đã nhanh chóng biến Dynaco trở thành Maxitot phiên bản con nhà nghèo. ST70 sở hữu công suất 35W trên kênh, ở thời điểm ra mắt đấy là mức công suất rất lớn. Đồng thời, người nghe cũng ưa chuộng chiếc âm ly này vì nó rất hợp với những cặp loa thùng kín có độ nhạy thấp. Bởi vậy, đây vẫn được coi là một chiếc âm ly có ảnh hưởng lớn trong lịch sử. Trong thời kỳ ST70 được sản xuất, Dynaco đã bán được hơn 350.000 chiếc ở cả dạng thành phẩm lẫn bộ kit, đồng thời còn phát triển một biến thể sử dụng đèn chân không có tên là Modern T. Trong số các mâm đĩa than cổ điển còn tồn tại, Lin Sandex LP12 có lẽ là trường hợp gây nhiều tranh cãi nhất. Cỗ máy này sở hữu một thiết kế khá đơn điệu nhàm chán, giá thành cao quá mức, độ động rất đáng để tranh cãi và tất nhiên thể hiện quá rõ chất âm của mình lên bản nhạc, điều mà một thiết bị high-end cần phải tránh. Xét về thiết kế, điểm duy nhất mang tính sáng tạo ở chiếc mâm đĩa than này là thiết kế trục pairing đơn điểm, trong khi hệ thống motor dùng dây Cura cùng thân máy phụ với hệ treo 3 điểm hoàn toàn học từ mẫu mâm đĩa than Acoustic Research XR năm 1961, nghĩa là hơn một thập kỷ trước khi LP12 chính thức ra mắt. Thế nhưng, LP12 vẫn là một thiết bị có ảnh hưởng sâu sắc, chủ yếu là về yếu tố marketing. Những năm 60-70 của thế kỷ trước, giới chơi âm thanh vẫn coi loa là bộ phận quan trọng nhất, quyết định chất âm của hệ thống. Lin đã đi trước thời đại, chứng minh rằng mâm đĩa than cũng có chất âm của nó. Và rõ ràng trong một hệ thống cao cấp, nguồn phát cũng ảnh hưởng rõ rệt đến chất âm. Vì đã góp phần thay đổi quan điểm xây dựng hệ thống âm thanh, LP12 rất xứng đáng được xem như một thiết bị quan trọng trong lịch sử. Ở thời điểm mới ra mắt, SP3 có lẽ là chiếc preamp có chất âm tốt nhất trên thị trường và với giá bán lẻ chưa đến $600, đây cũng được xem như là một thiết bị có giá thành rất hợp lý. Tuy nhiên, những điều vừa kể ra chưa đủ để khiến nó xuất hiện trong danh sách này. Chính cha đẻ của nó, William Jane Johnson, cùng thiết kế sử dụng đèn điện tử chân không mới là điều khiến SP3 trở nên cực kỳ đặc biệt. Với thương hiệu Audio Research, Johnson đã đưa đến thị trường một thiết bị hoàn hảo, thay thế được những chiếc âm ly bán dẫn đang được sử dụng rất phổ biến ở nước Mỹ thời điểm ấy. Những sản phẩm như PowerAmp Duo 50 hay PreAmp SP1, SP2 có thể được xem như là màn ra mắt ngoạn mục. Thế nhưng phải đến năm 1972, với chiếc PreAmp huyền thoại SP3, Audio Research mới tự định vị được mình là thương hiệu dẫn đầu trong mảng thiết bị audio high-end sử dụng đèn điện tử, đồng thời cũng mở đầu cho phong trào phục hưng high-end diễn ra vào cuối thập niên 70. Thuở mới bắt đầu xuất hiện, âm ly bán dẫn được kỳ vọng sẽ thay thế cho âm ly đèn nhờ vào công suất vượt trội của mình. Thế nhưng, vì chất âm mà nó chỉ có thể trở thành công dân hạng 2, khó có thể thay thế được âm ly đèn đối với những người khó tính. Thế rồi mọi thứ thay đổi vào năm 1977 khi Mark Levinson giới thiệu mẫu monoblock preamp ML2 của họ. Đây là một chiếc âm ly thuần Class A, công suất 25W ở chiều kháng 16 ohm, nặng 34kg, chạy rất nóng và sở hữu bộ tản nhiệt vừa to vừa sắc. Mức giá của chiếc PowerAmp này khi mới ra mắt là $3,600, khiến ML2 là một trong những thiết bị đắt giá nhất lúc bấy giờ. Không chỉ vậy, ML2 cũng khắc phục được những vấn đề âm học của âm ly bán dẫn tưởng như không thể giải quyết được, có thể chơi rất ổn với âm lượng lớn nhưng khi vặn nhỏ thì thiếu tiếng. Đồng thời, chiếc monoblock này cũng phô diễn được sức mạnh tiềm năng mà âm ly đèn khó có thể làm được, đó là khả năng kiểm soát tốt, đáp ứng tức thời và tốc độ nhanh. Trải qua gần nửa thế kỷ, rất nhiều thương hiệu như KEF, Habes,
Roger hay Spencer vẫn đang làm ra các mẫu loa LS3-5A dựa trên nhượng quyền của BBC. Trên thực tế, số lượng các hãng đã từng sản xuất loa LS3-5A từng thiết kế của BBC nhiều đến mức có thể mất cả ngày để nghiên cứu. Cặp loa này được phát triển vào năm 1975 với mục đích tạo ra một mẫu loa monitor đủ nhỏ để dùng cho xe phát thanh, bên cạnh mẫu LS5 dùng cho stereo. Mẫu loa LS3-5A có đặc điểm thùng loa kích thước nhỏ, vách cực kỳ ít rung và thiết kế mặt trước cho phép loại bỏ gần như mọi nhiễu xạ. Driver, tweeter và woofer đặt sát nhau một cách bất thường nhưng vẫn có được sự nhất quán về thời gian một cách đáng kinh ngạc. LS3-5A là một trong những cặp loa tồn tại lâu nhất từ trước đến nay, với hơn 60.000 cặp được bán ra trên toàn thế giới. Có thể thấy trong lịch sử audio, hiếm có sản phẩm nào cùng lúc giữ được hai danh hiệu, vừa là bán chạy nhất, vừa có sở hữu thiết kế tốt nhất. Nhìn chung đây là mẫu loa dành cho tất cả mọi người, từ các kỹ sư âm thanh cho đến audiophile, tất cả mọi người đều yêu thích cặp loa này, một lần nữa khẳng định đẳng cấp thật sự của Hi-Fi nước Anh. Có thể thấy rằng, những thiết bị có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử có thể thường giới thiệu một công nghệ mới, thay đổi thị trường hoặc ảnh hưởng đến một thiết kế trong tương lai hay đem đến cho người nghe những khía cạnh chưa từng biết đến về thiết bị âm thanh. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 sản phẩm còn lại. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.